thần phí. Như vậy thì những ngư dân phải ở nhà không thể ra khơi được và không thể đánh cá, bởi vì do ảnh hưởng của các cơn bão và các trận mưa rất là lớn. Vì vậy các ngư dân hầu như là ở nhà để làm việc khác. Và trong ngày hôm nay thì ánh nắng đã lên, trời rất là đẹp, không có gió và mặt trời đã sáng rực lên rồi. Và trong chiều ngày hôm nay thì một số ngư dân đã chuẩn bị xuồng, chuẩn bị ghe, chuẩn bị tàu, chuẩn bị lưới để chuẩn bị ra khơi để đánh cá. Và sau đây kênh YouTuber của Dương Đình Hữu sẽ ghi lại một số hình ảnh của ngư dân đang chuẩn bị lưới, chuẩn bị tàu ghe để ra khơi đánh cá trong tối hôm nay và ngày mai. Như vậy thì trên màn hình chúng ta nhìn thấy hiện nay thì các ngư dân ở khu vực bãi biển Mân Thái của thành phố Đà Nẵng đang chuẩn bị lưới và nông cụ để chuẩn bị cho công việc đánh cá sau một thời gian phải nghỉ ở nhà, bởi vì ảnh hưởng của dịch bệnh, ảnh hưởng của bão lũ. Và trong chiều ngày hôm nay thì ở thành phố Đà Nẵng trời rất đẹp, ánh nắng đã lên và không có gió. Như vậy là các ngư dân đã chuẩn bị các cái nông cụ, lưới và tàu thuyền để chuẩn bị đánh bắt. Và đây là công tác chuẩn bị của các ngư dân để ra khơi đấy các bạn. Đây là lưới này, đây là một cái thuyền thúng, đây là một cái thuyền thúng để ngư dân mang lưới ra ở bên ngoài các cái thuyền lớn đang đậu ở ngoài kia. Và cái thùng lớn này á, cũng có thể là bơi ra được để mà đi thả lưới hoặc là câu mực ở các cái khu vực mà sát với bờ biển đấy các bạn. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy là nhiều ngư dân đang chuẩn bị công tác đây. Trong những ngày tới thì ngư dân tiếp tục ra khơi để đánh bắt, bởi vì cũng khá là lâu do ảnh hưởng của thiên tai bão lũ cho nên ngư dân không thể ra khơi để đánh bắt được. Đúng là quy lực ngay. Đồ ăn đó là chiên dưới biển hứa đây. Người đây là chiên bằng hứa triệu hứa mấy chục con. 2 triệu hứa 20 có mùa dịch là bây giờ mới đi ra có nhờ đây. Anh nhiều là cứ quýt này là không hiểu đó. Như vậy sau một thời gian nghỉ khá là dài, hôm nay ngư dân mới chuẩn bị để ra khơi đánh cá tiếp tục, để có cá thật nhiều cho mọi người mua về để ăn. Biển hôm nay vẫn còn sóng, tuy nhiên theo quan sát thì cũng có rất là ít gió thôi và trời rất là đẹp, yên tĩnh. Chiều hôm nay trời rất là yên bình. Đấy. Ở khu vực bên Sơn Trà bên kia thì còn mây ở trên các đỉnh núi rất là nhiều. Và tuy nhiên ở phía dưới thì trời rất là sáng rồi. Và các ngư dân đang tất bật để chuẩn bị các nông cụ và lưới để chuẩn bị ra khơi đánh cá đấy các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Rồi lên, 2, 3 vô, 2, 3 đi. Bầu trời chiều hôm nay rất đẹp. Đấy, lúc này là có ánh nắng nhiều nhưng mà bây giờ mặt trời đã lặn xuống rồi các bạn ơi. Mặt trời đã lặn xuống rồi. Ở phía bên kia là đỉnh núi Sơn Trà. Thì chúng ta quan sát thấy là trên đỉnh núi Sơn Trà thì có một lớp mây mù rất là dày đặc. Đấy, tuy nhiên ở dưới thì trời rất là trong xanh, rất là đẹp. Hy vọng thời tiết sẽ thuận lợi để cho ngư dân có thể tiếp tục ra khơi đánh thật là nhiều cá để mang về cho người dân chúng ta ăn, chứ lâu nay là ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh nhiều quá rồi. Và ngư dân của chúng ta cũng rất là khổ rồi, bởi vì không ra khơi đánh cá được thì sẽ không có tiền. Đấy, ngư dân phải đánh cá mang về để bán lại thì mới có tiền được. Còn lâu nay thì ngư dân phải ở nhà không làm việc gì cả, bởi vì công việc chính của người ta là đi đánh cá ở ngoài biển. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thiên tai bão lụt thì người dân phải ở trong nhà mà không thể ra biển để đánh cá được.